Angela Phương Trinh diện nhận kim cương hơn 1 tỷ đi xem thời trang. Xuất hiện tại buổi diễn cuối cùng của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week, sự xuất hiện của Angela Phương Trinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông báo chí. Diện bộ trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Angela gây chú ý khi diện trên mình chiếc nhẫn kim cương có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn mang thêm chiếc đồng hồ thời trang Fendi có giá hơn 100 triệu đồng. Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm chú ý từ những phút đầu tiên. Cô vui vẻ tạo dáng khi bắt gặp ống kính phóng viên. Theo chia sẻ từ đoàn phim Taxi Em Tên Gì, Angela Phương Trinh cùng với ekip đang rục rịch chuẩn bị mọi công đoạn để lên đường sang Pháp tham dự liên hoan phim Cannes diễn ra vào tháng 5. Đặc biệt, sau đó mọi người sẽ tiếp tục bay sang Cộng hòa Séc để góp mặt trong tuần lễ phim Việt Nam. Được biết, tại đây Taxi Em Tên Gì sẽ được điểm danh trong top 3 phim Việt được công chiếu cho bà con kiều bào thưởng thức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.